Hồi trước mình không thể tập trung làm được việc gì hết vì ngứa, càng gãi càng ngứa, mà bây giờ thì làm gì cũng thoải mái hơn. Hết nấm là tóc hết rụng, nhìn tóc mình có sức sống hẳn lên. Lúc trước thì mình không dám mặc áo đen đâu, giờ thì thoải mái luôn. Từ khi dùng dầu gội ngải cứu Mộc Nhu thì mình không còn tự ti với bạn bè nữa. Bây giờ mình đổi hẳn sang sử dụng dầu gội ngải cứu Mộc Nhu này luôn. Giờ thì trên tóc trên vai chẳng thấy gầu nữa rồi. Mình sẽ được thả ra mặc đồ mình thích luôn. Hết nấm mình có thể thoải mái chia sẻ đồ dùng với hội bạn thân, không phải tuyệt nhất rồi còn gì.